Tại sao chiếc lắc tay báo lại được các quý ông ngưa chuộng? Một món trang sức với thiết kế độc đáo cho bạn sở hữu một sản phẩm khác biệt, thiết kế phá cách, ấn tượng, tăng nét đẹp và cuốn hút cho người đeo. Trang sức em và tôi xin giới thiệu mẫu lắc tay báo dũng mãnh có mã số TSVN19847, đang có giá 30 triệu 393 nghìn, được nhập khẩu từ Hàn Quốc với thiết kế kiểu dáng trẻ trung, năng động, trên mặt lắc được thiết kế hình con báo sống động, thể hiện được sức mạnh và uy lực của đấng mày dâu, sản phẩm chất lượng, uy tín, bảo hành tân trang, đánh bóng làm mới miễn phí trọn đời là sự lựa chọn hoàn hảo của các quý ông. Đặt hàng vui lòng liên hệ số điện thoại 0973 951 535, 0914 951 535.